가족들이 한국대학 등행 한국어를 공부하러 오고 한국에 가요. 엠마의 두셀이 한국에 갑게 된 맹자이 남자친구의 가족을 만나러 오고 내일 한국에 갈 거예요. 대학 등행 내는 주인과 맹자이 한국 한국 남자친구와 같이 이야기하러 오고 한국어를 배워요. Hồi nãy tôi đã đi Bách Hóa để mua đôi giày thể thao tôi thích. Chùa Hà Ninh Ún Tông Hà Rinh Sà Râu Cô, Aka Bẹc Khoa Trâm Hê Khát Sơ Yêu. Lát nữa tôi sẽ đi công viên để tập thể dục. Ún Tông Hà Râu Cô, Ít Tà Cung Quân Hê Khát Cơ Yêu. Mỗi ngày tôi đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Khẩn khăn ngữ chí khí rô cô, mê l in chí chà yêu. Mỗi ngày tôi uống nhiều nước ấm để giữ gìn sức khỏe. 건강을 지키려고 매일 따뜻한 물을 많이 마셔요. 둘이 야외 공간에 예도한 스트레스, 스트레스를 풀러오고 공원에서 산책해요. 둘은 주인과 방탕 예도한 스트레스, 스트레스를 풀러오고 친한 친구와 같이 이야기해요. 둘은 유발 답대 마요의 등한 영어를 빨리 잘하려고 숙제를 많이 해요. 그 동 둘이 야외 방자이 혹 샘피머 냐 주말에 남자친구와 같이 산책하거나 집에서 영화를 봐요. 뉴고 남점도 둘이 샘무 아우머이 혹 뭐 뉴가이 둘이 탓 500달러 있으면 새 옷을 사거나 좋아하는 것을 살 거예요. 사우여 học 둘이 thường đến quán cà phê đó hoặc làm bài tập ở thư viện. 수업 후에 그 카페 가거나 도서관에서 숙제를 해요. Nếu thích thì tôi sẽ nhắn tin hoặc trực tiếp gọi điện. 좋아하면 메시지를 보내거나 직접 전화할 거예요. Thứ sáu này tôi sẽ gặp bạn thân hoặc nghỉ ngơi ở nhà. 이번 금요일에 친한 친구를 만나거나 집에서 쉴 거예요. Cuối tuần tôi thường đọc những quyển sách tôi thích hoặc dọn vệ sinh. 주말에 보통 좋아하는 책을 읽거나 청소해요. Nếu có vấn đề, tôi sẽ gọi điện cho mẹ hoặc nói chuyện với bạn trai. 문제가 있으면 어머니께 전화 드리거나 남자친구와 같이 이야기할 거예요. Nếu có thời gian, chúng tôi sẽ đi mua sắm hoặc đi bơi. 시간이 있으면 우리는 쇼핑하거나 수영하러 가요. Chủ nhật tôi thường đi nhà thờ hoặc đi về quê. 일요일에 보통 교회 가거나 교황에 가요. Nếu có nhiều tiền, tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ hoặc giúp đỡ những người nghèo. 돈이 많으면 작은 집을 사거나 가난한 사람들을 도와줄 거예요. 네, không có táo thì mua lê hoặc chuối đi. 사과가 없으면 배나 바나나를 사세요. Thứ bảy hoặc chủ nhật đều ok hết. 토요일이나 일요일이 다 괜찮아요. Vào ngày sinh nhật tôi muốn nhận tiền hoặc hoa. 생일날에 돈이나 꽃을 받고 싶어요. Nếu bài tập quá khó, tôi sẽ hỏi cô giáo hoặc bạn thân. 숙제가 너무 어려우면 선생님이나 친한 친구에게 물어볼 거예요. Nếu thiếu tiền, tôi sẽ hỏi anh trai hoặc chị gái. 돈이 부족하면 오빠나 언니한테 물어볼 거예요. Nếu bạn trai qua nhà tôi, thì chúng tôi sẽ xem phim Hàn Quốc hoặc phim Mỹ. 남자친구가 우리 집에 오면 한국 영화나 미국 영화를 볼 거예요. Năm nay tôi muốn đi du lịch Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. 올해 한국이나 일본에 여행 가고 싶어요. Nếu có thời gian, tôi muốn học tiếng Nhật hoặc tiếng Trung. 시간이 있으면 일본어나 중국어를 배우고 싶어요. Nếu không có bia thì hãy mua cà phê hoặc trà xanh đi. 맥주가 없으면 커피나 녹차를 사세요. Lát nữa mẹ hoặc chị gái sẽ nấu món Hàn Quốc. 이따가 어머니나 언니는 한국 요리를 할 거예요.